tự tử. Tiền vàng có việc chi mà phải là nhảy xà lan tự tử, mà bây giờ dì mời bảo lấy lại công bằng cho cháu tôi. Câu hỏi ngược lại dì mời công bằng của chị Hà, dì có lấy lại giùm mày không? À, cũng là cháu đấy, chắc tôi nghĩ là dì lấy cháu ruột thôi, dễ gì dì lấy cháu dâu. Thế thì dì mười lấy không được, dì hỏi dì năm. Dì năm giờ thương chị Hà nhất đó, cái những mà cái uất ức của chị Hà mà để chị Hà phải là gieo mình xuống dòng sông để tự vẫn. Thế thì bây giờ dì năm lấy đi, dì mười lấy cho Tuấn rồi, bây giờ dì năm thương chị Hà nhất đó, thương hơn cả con ruột đó, lấy lại cho chị Hà đi. À, lấy đi chứ, trời ơi, mấy ngày vừa qua mà thấy là dì Nam ở đâu mất rồi. À, mà tại sao bây giờ không lên lấy lại công bằng cho con cháu dâu của mình, đúng không? Có nghĩa rằng ở đây đó, nó cái gì bà con có nói một câu và có tích mới dịch ra tuồng, nó có những cái gọi là cái như là uất ức lắm thì người ta mới tìm đến một cái con đường gọi là cái như là tự vẫn. À, chứ còn bình thường người ta sống hạnh phúc thì cái bất kỳ mà người ta tìm đường tự vẫn, thế thì người ta sống không hạnh phúc mà có một cái sự uất ức thì từ đâu cũng từ thằng trong. Thế hỏi trách nhiệm Tuấn có hay không, có liên đới hay không đó. Rồi tự nhiên vợ chết đi cưa cái xác, rồi cái như có trách nhiệm dính dính líu trong vấn đề này hay không đấy. Sao gì mười không hỏi những vấn đề đó ta, thấy gì mười cũng thiên vị quá trời quá đất vậy đó. Có nghĩa là gì mười lên nói là để bảo vệ cháu mình thôi đấy, mà không biết gì mười dựa vào cơ sở nào mà bảo rằng lấy lại công bằng cho cháu tôi, trong khi đó con của người ta cũng là bằng xương bằng thịt, cũng có cha mẹ đẻ ra, đúng không? Thế bây giờ tôi hỏi ngược tất cả các bà con đang xem cái chương trình này, ai lấy lại công bằng cho chị hả? Sao lên mà cứ nghĩ con cháu mình là vàng, còn con của người ta là sỏi đá, người ta không biết đâu. Ê, hay gì mười. À, có nghĩa là dì mười lên nói là giống như là cái chuyện mà cái như nó không xảy ra một cái gì đáng tiếc, vấn đề ở đây là đã xảy ra một cái vấn đề đáng tiếc. À, người ta đang tìm cái sự thật. À, làm chi bây giờ dì lên cộng đồng mạng gì sồn sồn gì nhảy đỏng lên 100%, 100%, rồi cái như lại có một cái kết luận gọi là rỗng sáo rỗng một cái câu chuyện, nó chẳng giống ai quý vị. Cháu của dì mười là to lắm quý vị, cháu của dì mười là tỷ phú, trong tay có 10 tỷ mà dì mười phải bảo vệ thôi. À, còn tiền vàng của chị Hà làm như theo lời dì Năm nói, bây giờ tiền vàng tất cả con nắm, mà tôi nói thật sự quý bà con, tôi soi cháy con mắt tôi luôn, cháy máu mắt luôn, không thấy cái như bây giờ gia đình của chị Hà đã nhận khoản tiền vàng đấy hay chưa đấy. Và nếu mà dì Năm có biết là tiền vàng chị Hà bỏ đâu thì cũng nên nói dần đó, đấy mới là thương cháu, đấy mới là lấy lại công bằng cho cháu mình, đúng không? Đâu mà nghe Tuấn nói là cui cách sách có 13 triệu đó, mà 13 triệu đó rồi cái gì vấn đề ở đây đó, trong cái sách còn cái gì nữa hay không đó. Nghe dì Năm nói mà mình cứ nghĩ rằng chắc bây giờ nó thật sự ra chị Hà chết cũng thời gian lâu rồi, chắc là tiền vàng chị Hà chắc bây giờ gia đình chị Hà cũng đã lấy được, dù sao vẫn còn hai đứa con nhỏ đó, lấy để mà vung vén cho nó, để cho nó có một một cuộc sống gọi là tương đối. À, chứ thực sự bây giờ nó, xin thưa quý vị, là cuộc sống hai đứa bé này nó đủ đầy thì thực sự không có, hai cái từ gọi đủ đầy là nó hơi khó đấy, nó hơi xa vời. Thì vấn đề giả sử bây giờ thấy vấn đề đó đi lấy công bằng cho cháu mình thì bây giờ đó hai đứa nhỏ đó cũng là cháu của mình đó. À, dì mười nhớ nhớ mà ghé vào đấy. À, để lấy lại công bằng cho hai đứa nhỏ. Tự nhiên nó có một người mẹ rất tuyệt vời, thương yêu nó, rồi đùng một cái rồi mẹ nó buồn rồi nhảy sông rồi xuống dưới đó uống với bà thủy, nhậu với bà thủy 12 ngày vẫn còn nồng độ cồn đó. Rồi kể như là nói thật sự có nhờ cái móc sách kéo lên là mẹ nó mới lên được, cái còn không mẹ nó kể như là đam mê bà thủy mà ở biết gì đó là cả đời cháu nội luôn cũng không biết. Cho chị mười á, nhớ ghé ghé vô ăn ủi hai đứa nhỏ nhớ gì mười. Việc là chỉ ra giờ là 2 tháng rồi, thành 2 tháng đi lại đi, trong số đó là có tôi đi theo chứng kiến từ đầu tới đuôi hết. À, lúc nhất tác là khi 12 ngày lớn lên đó là... Đây là những lời của dì mười nói, mình không oan oan uổng gì mười chỗ nào trơn.
Dì Mười là có chứng kiến. Dì Mười có chứng kiến mà mình không biết là dì Mười chứng kiến cái mốc nào. À, chứng kiến cái sự việc là như thế nào. À, chứng kiến nghĩa là từ đầu đến đuôi. Lúc hai cháu cãi nhau hay là chứng kiến như thế nào thì dì Mười cũng nói, làm ơn nói cho rõ. Ở đây là dì Mười nên nhớ rằng dì Mười là lên cộng đồng mạng. À, những câu từ mà dì Mười nói mà không rõ đó, à, thì dì Mười cũng phải có cái thời gian lên để nói đính chính lại. Chứ còn nói không rõ tôi sóng gió check in cái như sẽ tiếp tục. Đấy, và những cái vấn đề nói là dì Mười cái như là lấy lại công bằng cho cháu dì Mười đó, là đấy là cũng là một trong những cái gọi là cái là châm ngòi vào lửa đó quý vị. À, chị Hà cũng có mẹ có cha sinh ra vậy, đúng không? Đấy, rồi bây giờ đó chị Hà mất mạng rồi, cháu của dì nó vẫn còn sống sờ sờ đó. Dì phải hỏi thằng cháu mày sống như thế nào đó mà để vợ mày phải nhảy xà lan tự tử. Giống như dì Năm đó, dì Năm từng khuyên một câu, con mà ở với nó thì có ngày con cũng chết đó. Thì bây giờ sự thật giống như mơ đó. Dì Năm nói đâu là có y xì đó, nhưng có một cái dì Năm nói mà cái tôi kiểm chứng lại là không có. Bà con biết cái gì không? Vàng bạc của chị Hà. Dì Năm nói là con bây giờ đó, con là cái như là tất cả tài sản con nắm hết rồi, con lấy vàng bạc ra con đeo lên đi, con xem nó thành chồng hờ đấy. Đó. Mà đến bây giờ nó thật sự những cái gì dì Năm nói là mình kiểm chứng lại cũng có. Thậm chí cái mốc thời gian mà cái như chị Hà điện cho con bé Linh 11:38 và kết thúc cuộc gọi là 11:43 và túng điện thoại cho dì Năm 11:47 báo rằng là chị Hà đã nhảy xà lan chết. Thì vấn đề đó mình tin, rất tin dì Năm luôn. Nhưng có một cái dì Năm nó tiền vàng vẫn còn đến bây giờ chờ cháy máu con mắt không thấy một xu. À, đấy là một trong những cái mình phải hỏi. À, với cái vấn đề đây là một người chết trôi, à, một người biết bơi mà nó thật sự ra là cái 4 phút đồng hồ mà mất mạng. À, 4 phút đồng hồ không thể làm được vấn đề gì khi một người đang biết bơi. À, còn cái sự việc nó là cái như là bây giờ dì Mười cứ nghĩ một cách đơn thuần. À, là cái như là cứ kiểm tra pháp y, à, rồi cái như kết luận cái chết là do ngạt nước. Thậm chí là em gái của Tuấn vẫn là đăng lên trên cái trang Facebook, nó để rất rõ ràng đây là nguyên nhân chết của chị Hà, à, em gái của Tuấn. Đấy quý vị, tôi đọc rõ ràng cho bà con nghe cái vấn đề đây thì có người nghe, có người không, có người biết, người không. Đây đăng nguyên luôn, đây quý vị, đăng nguyên luôn cả cái gọi là cái biên bản kết luận, à, cái biên bản kết luận giám định này, thông báo kết luận giám định này. Đăng nguyên đây là em gái của là Tuấn xà lan đăng lên trang Facebook của mình, à, cái trang Facebook là Tiền Nguyện, đấy, đăng nguyên luôn đó và có một cái tiêu đề nó để rất hot, nguyên nhân chị Hà chết hôm nay đã có kết quả pháp y. Đã. Cái nghĩa là cái như gia đình của chị Hà chưa nhận được, nhưng mà gia đình của Tuấn là người em gái của Tuấn là đã đăng lên rồi. Mà những cái mà tôi có được những ngày hôm nay cũng từ cái trang Facebook này. Có nghĩa rằng một số bà con thì thấy cái vấn đề này, bắt đầu chụp mới gửi qua cho tôi. Đấy. Thì tôi lấy cái nguồn của tôi lấy là nguồn từ là Tiền Nguyện. Đó. Đây nói cái sách bắt cái chứng của gì. Đó. Cái nguồn tôi lấy là nguồn từ cái trang Facebook này. À, trang Facebook Tiền Nguyện. Cho để cho bà con thấy rằng vì sao mà cái vấn đề này tôi phải là nói đi nói lại và có những cái dẫn chứng ở trong cái vấn đề này. Có nghĩa rằng cái nguồn của mình lấy đó, nguồn của mình lấy biên bản này là từ trang Facebook này. Và mình thấy có những cái tên nó liên quan đó là cái chị Phạm Thị Kim Hà, cũng là liên quan đến một số cái như là người trong cuộc mà những ngày vừa qua mình đang cái như là theo đuổi đó, thì mình thấy là cái vấn đề đây chắc là nó giống. Thì tôi tìm hiểu kỹ là Tiền Nguyễn này là em gái của Tuấn xà lan đó, thì tôi nói thì ra là cô bé này là đăng lên là cái chết của người chị dâu, nguyên nhân chết của người chị dâu, nguyên nhân chị Hà chết hôm nay có kết quả pháp y rất rõ ràng.
Thế tôi hỏi cái kết quả này nhận từ đâu? À, kết quả này nhận từ đâu? Trong cái đó tại sao gia đình của chị Hà không có? Đúng không? Gia đình chị Hà không có. Mà kết quả này khi nào đó? À, khi nào mà Tuấn nó cầm cái kết quả trong tay nó ra, nó vũ vũ trong tay. Đây là kết quả pháp y, bây giờ tôi có được kết quả pháp y. Lúc đó tôi mới tin là kết quả pháp y gọi như là thật. Còn cái vấn đề mà mình lấy trên cái trang Facebook của con em gái Tuấn, mình cũng chưa tin cái điều đây là 100%. À, có nghĩa là mình vẫn còn đang có những cái suy nghĩ, còn đang có những cái thắc mắc liên quan đến những cái câu từ mà vừa rồi tôi đã nói trong đầu clip. À, gửi là gửi cho gia đình của chị Phạm Thị Kim Hà. Dưới là kết luận là nạn nhân, nhưng mà nơi nhận là bị hại. À, bị hại là chị Hà. À, bị hại là chị Hà, mà chị Hà chết rồi. Tôi hỏi quý bà con bây giờ bị hại sao mà cái như là nhận được biên bản này. Có nghĩa là nhận xong rồi phải đốt đi. Đốt đi để mà gửi xuống cho chị Hà. Giống như mà mình cúng cúng kỵ ông bà đấy quý bà con, cũng là đốt vàng mã đó. Cúng xong rồi đem vàng mã ta đốt, ta khấn, ta lạy ba lạy rồi cái như là hóa, gọi là hóa vàng mã đó. Đấy. Cho nên là cái vấn đề ở đây trong biên bản này tôi cảm thấy có những cái nó kỳ kỳ. Đấy, người bị hại là chị Hà. Chị Hà đã chết rồi. Đấy. Mà cái như bây giờ để bị hại là nhận, nơi nhận là bị hại, thì tôi cảm thấy là một trong những cái mà tôi phải xem lại cái độ xác thực của biên bản này nó có phù hợp hay không. Mà cái như là những người của gia đình Tuấn là đăng lên là những ngày vừa qua đăng lên là từ lưa hạt dưa luôn, đăng lên là vô tội vạ luôn. Bà con nên nên nhớ rằng những cái mấu chốt ở đây, vì Mười là lên công bố rất rõ ràng Tuấn vô tội mà không biết là căn cứ từ đâu. Đó là một trong những cái thứ hai. Tuấn cũng đã khẳng định một vấn đề, có nghĩa rằng cái như là bây giờ mình có biên bản rồi mà mẹ vợ chưa có thì chưa kéo gì được. Có nghĩa Tuấn cũng đang có một cái gọi trông chờ gia đình của chị Hà có biên bản giống như Tuấn thì Tuấn mới kéo về. À, mà tôi thật sự không biết là hành động của Tuấn là kéo về để làm gì. À, từ kéo về nào nha quý bà con. Cái câu từ kéo về đó là mình cái hình dung là nguyên cả một gọi là cái như là một đoàn. À, trong đó là có cái là gọi là xe tăng thiết giáp là đầu trâu mặt ngựa đó. À, mới kéo gì được. Chứ còn sao kéo gì được, mình con người đi bình thường. À, đi về hoặc là cái như là ta đến. Cái từ kéo về tôi nghĩ là có cái như là đầu trâu mặt ngựa rồi cái như là xe tăng thiết giáp rồi mới kéo đi. À, nó còn làm chi có cái chuyện mà kéo về tôi nghĩ là cái như là kéo về, hai từ kéo về đây cũng ghê gớm lắm. Đó. Cái vấn đề mình cảm thấy lạ, ủa tại sao mình cái thể hiện một cái ngôn từ mà mình về nhà để mà thăm vợ mình, thăm hai đứa con của mình mà lại là dùng cái ngôn từ là kéo về, là kéo như thế nào? Đó. Ủa ta đi được rồi bây giờ tự nhiên dùng câu từ nặng nề thế. Đó. Cho cái vấn đề ở đây quý bà con. Đó. Gia đình Tuấn là đã có người đăng lên trang Facebook. À, đây là một trong những cái mình phải hỏi lại. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với gia đình của chị Hà xem thử đến thời điểm bây giờ gia đình chị Hà đã nhận được hay chưa. À, nếu mà gia đình chị Hà chưa nhận thì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ nó khác cho cái biên bản, cái độ xác thực bản này. Còn nếu gia đình chị Hà nhận rồi thì mình đem hai cái biên bản ra để mà so sánh, đúng không vậy? Mình sẽ đem hai cái biên bản ra so sánh xem cái độ mà hai biên bản này nó có cái sự trùng khớp hay không. À, nếu nó trùng khớp thì nó khác, còn không trùng khớp lại là một cái chuyện nó khác. Vì cái người nhận là gia đình của nạn nhân chứ không phải người nhận là chỗ Tuấn. Đấy, Tuấn chẳng qua là nếu mà có cái biên bản đó, có biên bản có những kết luận liên quan gì đó thì người ta mời hai bên lên để mà thông qua biên bản để hai bên cùng nghe. À, Tuấn không phải là đối tượng để nhận biên bản này. Biên bản đây thì tôi khẳng định lại quý vị một lần nữa, đây là kính gửi gia đình của chị Phạm Thị Kim Hà. Nhưng ở dưới nơi nhận là nạn nhân. À, gia đình chị Phạm Thị Kim Hà không phải là nạn nhân, mà nạn nhân là chị Kim Hà. Mà chị Kim Hà đã chết rồi. À, đã chết rồi thì bị hại chứ, xin lỗi quý vị. Đó. Bị hại là cái như là chị Kim Hà. Đó. Còn nạn nhân là chị Kim Hà. À, khi bị hại cũng là chị Kim Hà luôn. Đó. Mà tôi nói quý bà con, bây giờ bị hại chẳng là bây giờ cái như là đốt cái biên bản này dục xuống cho chị Hà hay sao?
đấy, nơi nhận là cái như tôi thấy là có những cái mà cái câu từ nó cũng không có phù hợp đó. Cái từ nạn nhân cái bị hại đó quý vị đó, nạn nhân là chắc anh chị Hà đâu đó, rồi bị hại là tôi hỏi bị hại ở đây là ai, ai là bị hại, mà trên là kính gửi gia đình của chị Phạm Thị Kim Hà. Cái điều đây thì cũng phải nên xem xét lại cái sự đồng nhất của là cái ngôi thứ trong cái văn bản này. Và thưa quý bà con thì cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Lang Thang Sài Gòn và Công Tâm TV cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con vui lòng cho Công Tâm TV và Lang Thang Sài Gòn một lượt like. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn và Công Tâm TV. Xin cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị và hẹn.